ngoài thôi. Thank you.
Rồi xong nha. Quá, anh
Ngọc bây giờ tiếp chứ không bốn một bốn ngay Ngọc tiếp rồi thôi chú mi sao gì vậy thầy sao rồi sao nó rơi gần chỗ tôi quá vậy không biết rồi rơi gần chỗ tôi chứ hay hay Yeah.
thế rồi. Đập tay. Đây là lại trước camera đây đập cho dễ nè. Đúng rồi. Ra đây đập cho nó rõ giống như cực. Cầu qua đây camera đây lên đập tay. Nó lên mẹ đập tay. Camera đập. Đâu đây. Nữa không gì? Nữa chứ. Giận cái nữa chị. Mới 10 à. Kết chứ. Kết chứ. Làm cái kết để cho kết. Cái mực nó cứng quá anh bị còn đánh dao ra ngoài á. Cứng quá. Đang nhớ này đang 10 ký rưỡi 11 ký à. Nè lấy cái một cộng này một rưỡi thôi. Mấy cái đồ lòng đau. Mấy cái đồ lòng đau đi. Đồ lòng đau nó tầm triệu. Vậy cái này triệu rưỡi đồng qua tự nhiên sao lại nó triệu được. Cái này có rẻ rồi là đang Cái này bị rẻ. Đồ cũ đi má vậy đúng không? Nó làm vậy Oh.
Đều cái là nước bên tôi chờ bên này thả ông ta đi thẳng là lên không biết máy kịp hứa mà em mới chưa đánh được bắt đầu đi đâu đó. Thank you.